แน่แน่เลเวอร์แน่แน่ทำไมยืมคนสามเดือนโอ้ยเด็กไปงับเป็นงับก็เดาก็เชื่อเลยทำไมเลยแน่แน่เบ็ดด้วยnhìn bà kinh quá có kinh quá không à nghe nhé có có trong điện quá sao lại đi tiêm mà tiêm 3 tháng đầu thôi. À 4 tháng đầu thôi. Đấy, mũi là hết rồi. Rồi tiêm lại nữa. Rồi cái mũi khác nữa thì sau 6 tháng. Mẹ đừng nghỉ 6 tháng nhé. Tiêm nó không tần suất nhất. Chả biết các cái bọn kia nó có đủ tiêm đủ mũi mà hai con nhỏ thì chứ tiêm nhiều mà chả có đủ.